Rồi đây là cái máy cán màng, gọi là cán ở trên thì chúng ta thiết kế cái gạt vít này. Thì cấu tạo như thế này, nếu mà bạn nào mà có cái máy ép rồi thì chúng ta có thể chế chế như thế này. Nó có hai cột màng đây, nó sẽ được cố định ở trên cái máy ép plastic của chúng ta như thế này. Đây có một cây, đây dưới này cũng có một cây, và hai cái trục này thì nó sẽ giữ cái cuộn này của chúng ta. Thì đây là nhiệt độ mà chúng ta có thể tham khảo tùy theo cái máy. Khi chúng ta mới mua về thì cái nhiệt độ nó còn nóng thì chúng ta nên để chế độ hơi thấp, còn nếu mà cao thì chúng ta để lâu rồi thì chúng ta để khác. Và tùy vào cái ép ra thì thấy nó tình trạng bạn ép như thế nào thì chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ ở đây. Đó. Từ từ mà nó cuốn vô thôi. Có đây này, ném gì thế này. Thank you.